Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 15. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tọa kỳ họp. Dự phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Ngô Xuân Thắng. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2023, trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen, nhưng kinh tế xã hội thành phố vẫn có nhiều điểm sáng. Tuy nhiên, hiện nay, thành phố vẫn còn đối diện với nhiều thách thức, với nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan, đòi hỏi thành phố cần có cách làm đột phá hơn, quyết liệt hơn, khắc phục những hạn chế, điểm nghẽn mang tính chủ quan, nâng cao chất lượng lãnh đạo điều hành. Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ đưa ra nhiều quyết sách quan trọng để góp phần đưa Đà Nẵng phát triển nhanh, mạnh và bền vững như mục tiêu đã đặt ra. Tại kỳ họp lần này sẽ thảo luận bàn bạc cho ý kiến 156 tài liệu, dự kiến thông qua 43 nghị quyết với nhiều chủ trương quan trọng có tác động lớn và trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân thành phố. Một nội dung rất quan trọng tại kỳ họp lần này là Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm với 26 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu, đảm bảo nguyên tắc và quy trình theo nghị quyết số 96 của Quốc hội. Đây là việc để Hội đồng Nhân dân thành phố thực hiện quyền giám sát của mình, đánh giá uy tín và kết quả thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, làm cơ sở để cơ quan tổ chức có thẩm quyền xem xét, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ. Tại phiên họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe các báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh thành phố Đà Nẵng năm 2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2024, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị cử tri từ sau kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân thành phố. Theo đó, kết quả một số chỉ tiêu chủ yếu, đó là tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn, GRDP ước tăng 2,58% so với năm 2022, GRDP bình quân đầu người đạt 4.435 đô la Mỹ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 20.598 tỷ đồng, bằng 87,8% dự toán Hội đồng Nhân dân thành phố giao và bằng 85,6% so với năm 2022. Kết quả dự báo tổng mức tăng trưởng năm 2023 là 2,58%, trên nền tăng trưởng cao năm 2022 là 13,2% so với năm 2021. Một số tồn tại hạn chế và nguyên nhân đã được thẳng thắn chỉ ra. Nổi bật là tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, thu ngân sách nhà nước năm 2023 không đạt kế hoạch do chịu ảnh hưởng lớn từ những biến động phức tạp của tình hình kinh tế thế giới, cũng như việc tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí của Trung ương để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh đã tác động làm giảm thu nội địa năm 2023. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội năm 2023, nhìn nhận thẳng vào những khó khăn, tồn tại, hạn chế, cũng như trước dự báo xu thế kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, đề nghị chính quyền thành phố cần tiếp tục nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, có những giải pháp cụ thể, đổi mới mô hình tăng trưởng, phấn đấu thực hiện hiệu quả năm chủ đề 2024 là năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Chúng ta cần phải tìm những động lực mới cho mô hình tăng trưởng và những động lực mới cho sự phát triển của thành phố trong một cái điều kiện mà chúng ta hướng tới một cái thành phố môi trường, thì việc mà phát triển công nghệ cao cùng với đón bắt những cái cơ hội trong cái tuyên bố chung nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam Hoa Kỳ, trong đó Hoa Kỳ đã cam kết là sẽ thúc đẩy cái hệ sinh thái trong công nghiệp bán dẫn và công nghiệp AI, thì đây là một trong những cơ hội nếu chúng ta nắm bắt được sớm thì chúng ta sẽ có những cái cơ sở nền tảng cho sự phát triển và đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới.
Phiên khai mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã nghe báo cáo của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng về kết quả kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và các ý kiến, kiến nghị của cử tri.